MC Kỳ Duyên phản ứng bất ngờ với tin đồn bạn trai từng yêu Hà Hồ. MC Kỳ Duyên đã có những phản ứng bất ngờ khi biết có thông tin cho rằng bạn trai Duy Hân từng yêu cô đào Hồ Ngọc Hà. Vừa qua, MC Kỳ Duyên đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh cuộc sống cũng như chuyện tình cảm giữa cô với bạn trai Duy Hân. Theo đó, nữ MC hải ngoại bày tỏ cô và bạn trai rất tôn trọng nhau. Khi gặp nhau chỉ biết nhau, không bao giờ hỏi về quá khứ yêu ai, hẹn hò với bao nhiêu người. Tất nhiên, cô và Duy Hân biết nhau là anh từng có vợ, cô từng có chồng mà thôi. Mình thế nào thì người chồng, người vợ cũ là bộ mặt khác của mình. Thành ra chuyện MC Kỳ Duyên ly dị những người chồng cũ, nhưng họ vẫn là bố của các con cô, nên ai chê họ nghĩa là chê cô. Vì sự tôn trọng như thế nên cô và Duy Hân không nói chuyện người cũ. MC Kỳ Duyên phản ứng bất ngờ khi bạn trai từng yêu Hồ Ngọc Hà. Nói về tin đồn tình cảm giữa bạn trai và Hồ Ngọc Hà trước đây, MC Kỳ Duyên cho biết, nếu quả thật hai người họ từng yêu nhau thì cô sẽ rất nể bạn trai. Lúc đó cô sẽ không ngại nói với anh, wow, anh được đấy, có cô đào quá đẹp. Ví dụ Duy Hân có đào mà ai cũng chê thì ngại, chứ có người đào xinh đẹp lại là người đứng đầu showbiz thì cô phải hãnh diện về người yêu. Đồng thời MC Kỳ Duyên cũng đặt niềm tin vào số mệnh. Ví dụ nếu một ngày Duy Hân muốn yêu một cô nào và anh chỉ muốn ở với cô đó thì anh sẽ nói với cô sẽ không ngăn cản. Còn bây giờ bạn trai cô chưa nói, nghĩa là anh vẫn muốn ở cùng cô thì cô cần tìm hiểu và lo lắng làm gì. Yêu đương mặn nồng thấm thiết là vậy, song MC Kỳ Duyên vẫn giữ nguyên quan điểm là không làm đám cưới, bởi theo cô đám cưới là hình thức khi chưa có chồng, trước khi có con thôi. Đối với cô và Duy Hân, tất cả là ở trong con tim. Cô nhìn đám cưới như sự khởi đầu, mà sự khởi đầu này không biết sẽ đi đến đâu. Nếu ngày nào đó cô có tổ chức một kỷ niệm với Duy Hân thì đó là kỷ niệm 10 năm hoặc 20 năm chung sống. MC Kỳ Duyên và bạn trai Duy Hân chia sẻ những quan điểm tương đồng và khác biệt giữa bản thân và bạn trai. MC Kỳ Duyên cho biết, trong những người cô quen từ trước đến nay thì Duy Hân là người giống cô nhiều nhất. Cả hai đều từng thất bại trong hôn nhân, rất hiểu nhau, không ghen. Đôi khi đi làm cô cũng gặp những người ái mộ, những người xét về khía cạnh nào đó, có nhiều điều kiện hơn bạn trai, nhưng anh lúc nào cũng an tâm cho cô đi. Còn Duy Hân, xung quanh có nhiều người đẹp trẻ hơn cô, nhưng cô không phải lo lắng bởi cô tin rằng nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cô và bạn trai vẫn làm bạn, không bao giờ cố tình làm cho nhau đau. Sau những sóng gió, MC Kỳ Duyên dường như thực sự suy sụp sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. 4 năm hôn nhân, nữ MC đã già đi khá nhiều. Tuy thế, bản năng mạnh mẽ và kiêu hãnh của một công chúa đã không thể làm Kỳ Duyên gục ngã. Cô nhanh chóng rạng ngời trở lại. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.